Xin chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh giới thiệu xe của Vạn Lộc Auto. Toyota Land Cruiser Prado luôn luôn là một trong những mẫu xe hot nhất phân khúc SUV có giá trên 2 tỷ đồng, rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam và trên thế giới. Và ngay cả thị trường xe sang đã qua sử dụng, Prado vẫn là một mẫu xe rất ăn khách với những giá trị bền vững như bền bỉ, êm ái, tin cậy và đặc biệt là rất giữ giá. Ngày hôm nay Vạn Lộc Auto xin giới thiệu tới anh chị và các bạn chiếc xe Prado 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, màu đen và nội thất màu kem cực hot, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội với ốc đô là 1,5 vạn km. Khách hàng mua về chỉ việc sử dụng ngay và sẽ tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ như tiền phí trước bạ, phí ra biển nếu như khách hàng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tiền phụ kiện hơn 100 triệu đồng đã được chủ đầu tư như độ body kit trước sau, tạo cho chiếc xe có vẻ ngoài hầm hố hơn, ấn tượng hơn và đặc biệt hơn. Hệ thống cam 360 độ, về chắn mưa, độ bậc lên xuống và cốp xe có dòng chữ Prado màu xanh được phát sáng, dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn để nổ start stop. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Prado 2019 đã cho chúng ta thấy một vẻ ngoài rất bề thế vững chãi, mang đậm phong cách thể thao. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt, với thanh 5 thanh nan, mạ chrome chạy dọc, cụm đèn pha LED với thiết kế sắc nét và cá tính, tích hợp tính năng điều chỉnh góc chiếu tự động và rửa đèn xe. Ở hai bên thân, hãng xe Nhật Bản trang bị cho Prado gương chiếu hậu cùng màu thân xe, chỉnh gập điện, tích hợp chức năng sấy và đèn báo rẽ công nghệ LED. Tiếp đến là bộ mâm 6 chấu kép kích thước 18 inch, đặc trưng cho dòng xe thể thao Việt dã. Đuôi xe được thiết kế rất vuông vắn và cứng cáp. Cụm đèn hậu công nghệ LED với thiết kế 3D góc cạnh làm tăng thêm tính hiện đại và thể thao. Cửa hậu với hai chế độ mở, kính hậu có thể đóng mở độc lập, giúp cho chúng ta dễ dàng cất hoặc lấy đồ đạc với thao tác rất đơn giản, hoặc mở ngang để toàn bộ lấy được toàn bộ khoang hành lý phía sau. Prado 2019 được trang bị động cơ xăng 2.7 4 xi lăng thẳng hàng cho công suất cực đại 164 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp xe vận hành êm ái và mạnh mẽ trên mọi địa hình. Vạn Lộc Auto cam kết bán xe có bảo hành chất lượng xe, xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bảo test hãng, check hãng toàn quốc. Trước mắt anh chị là khoang nội thất của chiếc xe Prado 2019 của Vạn Lộc Auto. Khoang nội thất rất rộng rãi với tông màu kem sang trọng, với loạt tiện nghi hiện đại và chất liệu cao cấp. Tất cả ghế ngồi đều được bọc da cao cấp, bề mặt ghế da vẫn còn rất đẹp, không khác gì mua xe mới. Hàng ghế sau tích hợp tính năng gập chỉnh theo tỷ lệ nhất định, giúp mở rộng khoang hành lý khi cần. Hàng ghế thứ hai rộng rãi mang lại sự thoải mái cho 3 người lớn. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế hành khách kế bên cũng hỗ trợ chỉnh điện 4 hướng. Hộp lạnh mini được tích hợp phía trong tựa tay trung tâm. Là một trong những chiếc xe cao cấp nhất của nhà Toyota, Prado 2019 được trang bị tiện nghi như là màn hình DVD, kết nối MP3, USB, hệ thống âm thanh vòm chất lượng cao với 9 loa bố trí quanh xe. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập với chế độ lọc vi bụi giúp cho không khí trong xe luôn trong lành và thoáng mát. Vô lăng 4 chấu bọc da, tích hợp các nút điều chỉnh chức năng như là âm thanh, đàm thoại rảnh tay, kiểm soát hành trình, điều khiển màn hình đa phương tiện. Phía sau là bảng đồng hồ thiết kế 3D, tích hợp hiển thị rõ ràng các thông số giúp lái xe nắm bắt tình trạng vận hành của xe. Là một chiếc SUV cao cấp, Toyota Prado 2019 được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cam lùi, cảm biến lùi, cảm biến góc,
xe trang bị 7 túi khí và rất nhiều những tính năng cao cấp khác. Trước mắt anh chị là khoang động cơ nguyên bản của Vạn Lộc của chiếc xe Prado 2019 tại Vạn Lộc Auto. Xe trang bị động cơ 2.7. Vạn Lộc Auto cam kết tất cả những mẫu xe mà chúng tôi bán ra đều không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, vào test hãng, check hãng toàn quốc. Để đặt hàng và sở hữu chiếc xe Prado siêu lướt của Vạn Lộc Auto được sản xuất vào năm 2019 thì anh chị và các bạn hãy đến với Salon Ô tô chúng tôi tại địa chỉ 19 A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm sản phẩm. Giá chào bán cho chiếc xe này là 2.385.000.000 đồng, có thương lượng dành cho anh chị và các bạn thiện chí. Và để đặt hàng thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của chúng tôi 0985028888 và 0915386666 sẽ được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.